Không kìa hả? Đang bán hả? Cân cân kiểu gì anh? Cân lồng. Cân lồng hả? Không dám bắt đồ to à? Bắt đồ to thì tầm tạ tư anh ạ. Tạ tư. Cái này cho được bao nhiêu anh? Gần tạ hai. Nó gọn người nhờ. Mắt còn bé. Quan điểm 118,4 cân. Thế về Đức vẫn không ấy rồi. Chưa quen cân cái loại lợn này rồi. Em cứ cộng thêm 10 cân nữa theo cái dự đoán của em. Ô này hai con hốc lợn đang cũng để hai con nuôi. Lợn này đang còn lớn tốt. Bầy này nuôi từ lúc bắt tới giờ là bao cả cái bầy đấy là bao nhiêu con? Bà bắt từ lúc nào? Còn bao nhiêu tháng? 5 tháng đấy. Đói con hơn lấy giết không phải 5 tháng, suýt 5 tháng. Từ lúc bắt là bao nhiêu cân? Bắt nó chỉ rơi dao động 8 cân, 7 cân. 7-8 cân, đấy. Chưa được 5 tháng. À dạ. Bây giờ xít bọn đấy là bé nhất. Thôi nếu như thế thì cái tốc độ lớn đâu có phải là ít. Đúng không? Tốc độ lớn không hề bình thường một tí nào. Rau khoai này, ăn chuối này. Thơm không nhỉ? Thơm, ngon nhỉ. Đã nhỉ, đấy. Mùi thơm nhỉ. Này cứ ngửi cái mùi này rồi nghiện đấy. Cái này là cho lợn con ăn nhỉ? Đơn giản. Chẳng định. Đấy nhá. Bắt tỉa những con bé. Đây còn ôi này chắc là nguyên này. Ui, bọn lần này phải xuất thôi. Tạ rưỡi. Bọn này là hơn 5 tháng, gần 5 tháng rưỡi hả? Từ lúc bắt. Dạ, xinh quá. Ôi. Chắc đè lên này. Mà khỏe lợn nhá. À, áp dụng đúng công nghệ là thuốc tím rửa chuồng. Dạ. Có phun thuốc khử trùng không? Chị dùng độc thuốc tím thôi, chị không dùng thuốc sát trùng đâu. Ngày với lợn này chị cho ăn mấy lần? 3 lần. 3 lần. Đấy. Một ngày cho ăn 3 lần thôi. Rất đơn giản. Đó. Rất là chỉ cho ăn 2 lần thôi. Đổ xuống đất ăn. Hất vào đáy máng ăn. Vậy thôi. Đấy. Con đấy chả cần mà hồng nư đẹp đây này thì có trộn thế thôi mà các bác cửa là trộn cái gì chị cho ăn những cái gì đấy có trộn thêm cám viên không không chả cám viên vẫn tươi đẹp quá đây đây chuối nhiều không đã không bọn này con này có nước chế thêm cái ít nước nó dễ nốt nước là nước có thuốc tím luôn này. Chăn thế này mà vác chuối thì có nhiều người nói em bây giờ thì nhà ta bảo rồi mà nhà ta bảo sao cái vợ chồng nhà này đang đi xây mà giờ về đi vác chuối bổ hâm đang nói bổ cái cá mè mà bằng hạt chanh hạt bưởi mà bổ mua 40-50 cân là bổ nhà ông này nói dốc nói xạo chứ cũng không nghĩ nhà bổ mua cá của từng đấy cân mà có cái ông tát ao ông bổ mà cứ chở cho nhanh ấy thì nhà nó mới tin đặt mà bổ mấy chỗ cho xuất được khoảng 1-2 hàng tháng này cũng không thấy gọi lại thì nó không tin bổ lấy mấy cân nhà ta chỉ ăn thằng này bị dở nhà ta chỉ có lấy 1 cân 2 cân cái mè hương con ấy thôi thế nhưng mình lấy mấy chục cân nữa không tin gió. Thế nhà hôm ấy thả đây chắc được tháng chứ không biết hôm bằng hạt bưởi như giờ chắc nó bằng cái bần lửa rồi dân làng người ta bảo khỏe nhở dân làng người ta bảo anh em mình là bọn điên hâm nhưng mà đây nạn nhìn sướng khỏe là sướng à, điên với hâm ấy cá tất cả con nào sướng bọn này là cái bọn bé bán rồi à đấy là bé đấy nó chỉ bắt bé đấy chỉ bắt bán dám bán bọn bé thôi chọn đồ bé nhất đấy. Cái đội nhà mình cái mông thì nó không có muối không có muối nhưng mà mông tròn tổ không có mông đây mông là loại mông này gì nữa mông của mình là mông tròn chứ không phải mông xẻ muối lợn này là một lần đi không phải là lợn xẻ bánh các bạn thấy không với tốc độ như thế này và thất thoát bằng không thì không có lý do gì chúng ta cứ quay mặt lại với cái giải pháp này chăn nuôi gần như ít rất ít mùi với trại này là không thất thoát và hiện giờ bác ấy đang kiếm được dư 3 triệu một con độ dày của chuồng như thế này mà gần như cũng rất ít mùi không phải nói là không có kích là có mùi mà nhưng mà rất ít mùi các bạn nhìn thấy không bên kia hơn 30 con đây hơn 20 con và cả một cái dàn lợn to như thế này mới vừa bán tỉa được có mới vừa bán thương lái chỉ dám bắt những con bé dày như thế này mật độ như thế này chuồng hở mà vẫn rất thoáng rất thoải mái đấy là nguyên nhân của lợn nó ít bị ho và không khí như thế này thì lợn mới lớn được các bạn ạ hàng xóm và rất nhiều người bảo anh chị ấy nuôi lợn kiểu điên và nhóm của chúng tớ đây đang nuôi lợn kiểu điên người điên nuôi lợn điên các bạn ạ